Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong sách 100 ngày làm chủ cờ vua. Hy vọng nó sẽ giúp cải thiện khả năng chơi cờ cho các bạn ở xa, không có cơ hội đến các câu lạc bộ, trung tâm cờ học bài bản. Các bạn có điều kiện có thể ủng hộ mua sách trên trang web playchess1vn.com và làm trước ở nhà, sau đó xem lại video hỗ trợ này thì sẽ hiệu quả hơn. Và vào hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là 48 ván cờ hay của Lê Văn Liêm, đại kiện tướng số 1 Việt Nam. Bài đầu tiên, đen đi và ăn hậu trắng. Để tìm muôn đen nào ăn được hậu, ta quan sát hàng ngang, cột dọc và đường chéo. Liêm đã lấy xe đen ăn hậu theo đường thẳng. Tiếp theo, trắng đi ăn xe đen. Quan sát thấy bên đen có 2 xe, tuy nhiên chỉ có 1 xe ở A1 là bị xe trắng của Liêm ăn. Bài này đen đi tấn công tượng. Các bạn để ý tượng trắng ở B4, có thể bị hai tốt lên tấn công, hoặc hậu B6 đe dọa. Nhưng nếu tinh tế, các bạn thấy đen nên ưu tiên chơi C5, bịch đường chéo giúp vua đen của Liêm nhập thành bảo vệ tốt. Trắng đi tấn công mã. Bên đen chỉ có một mã ở B4 đang được tốt bảo vệ. Bởi vậy bên trắng phải lấy quân ít điểm hơn, tấn công. Và tốt A là ứng cử viên sáng giá cho nhiệm vụ này. Lê Quang Liêm đẩy tốt lên A3 đuổi mã. Trắng đi chiếu vua. Bài này đơn giản dễ thấy. Lê Quang Liêm đã cho hậu đi xuống hàng cuối và chiếu vua. Kế tiếp, trắng đi chồng xe. Trắng có 2 xe, do đó xe có thể lùi về dàn hàng ngang trên hàng 1. Tuy nhiên dễ bị hậu đen chiếu và kế hoạch chồng xe phá sản. Bởi vậy Lê Quang Liêm đưa xe qua chồng trên cục D. Trắng đi đổi quân. Để khiến bên đen bị tốt chồng, Lê Quang Liêm lấy tượng đổi mã và chiếm ưu thế. Đen đi bắt đôi. Đòn chiến thuật tấn công đôi thường gặp với mã. Tuy nhiên ở hình cờ này, Lê Quang Liêm chơi hậu A5 chiếu vua và bắt tượng. Trắng đi ghim quân. Để thực hiện đòn này, ta cần quan sát bên đen có hai quân nào trên cùng đường hay không. Nhận thấy mã và xe trên cùng đường chéo, Lê Quang Liêm lùi tượng về D3 ghim mã xe. Mã đi là ăn xe ngay. Trắng đi phòng thủ. Quan sát thế cờ này, các bạn thấy bên đen đang chuẩn bị đẩy hậu xuống H1 chiếu bí. Bên trắng phải tìm cách thoát vua. Và Lê Quang Liêm đã bình tĩnh chơi nước cờ tuyệt hay là tốt lên F3 mở đường thở cho vua. Trắng đi phòng thủ. Lúc này hậu đen đang chiếu vua. Nếu vua lùi về E1 sẽ bị mất tốt G2, đánh mất ưu thế. Còn lùi hậu về D2 hay vua F1 thì quá bị động. Do đó trong ván cờ này Lê Quang Liêm có lựa chọn đúng khi chơi xe lên D2 che trắng, tấn công lại hậu. Đen đi phòng thủ, bên đen mang lợi hơn một tốt, nhưng đánh không khéo dễ bị hòa cờ. Lấy ví dụ xe đen tham ăn tượng, sẽ bị xe ăn tốt, chồng xe trên hàng 7, kiểu gì bên đen cũng mất lợi tượng. Còn nếu tốt bỏ chạy lên E5, sau khi lấy mã ăn tốt, trắng có thể lấy xe, hy sinh ăn tượng, một đoàn chiến thuật rất hay, khiến đen thua. Do đó đen phải đem quân bảo vệ tốt. Lê Quang Liêm đã cho thấy khả năng phòng thủ đỉnh của chớp. Anh chơi mã lùi về D5 hóa giải, tiếp tục duy trì lợi thế. Mời các bạn xem tiếp phần 2 về các nước cờ hay của đại kiện tướng Lê Quang Liêm. Hình cờ này trắng đi và ăn mã đen. Các bạn biết, tốt thì đi thẳng nhưng ăn chéo, nên ở đây Lê Quang Liêm lấy tốt ăn mã. Bài tiếp theo, trắng đi ăn xe đen. Không quá khó để chơi giống như Lê Quang Liêm, lấy hậu ở gần tiêu diệt xe đen. Trắng đi tấn công xe đen. Nhận thấy xe D7 không được bảo vệ, Lê Quang Liêm cho hậu tiến lên B5 đe dọa xe đen. Trắng đi tấn công xe đen. Nhận thấy xe đen ở hàng 2 rất nguy hiểm, nên Lê Quang Liêm lùi tượng về C1 đuổi xe. Trắng đi và chiếu vua. Không quá khó để phát hiện ra nước cờ xe chiếu vua như Lê Quang Liêm đã chơi.
đang đi chồng xe. Bên An đang muốn đưa xe qua H2 chiếu vua trắng, bởi vậy Lê Quang Liêm đẩy xe xuống C2, chồng xe hỗ trợ nhau dọ sát. Đen đi bắt đôi. Ở thế cờ này, Lê Quang Liêm chơi hậu C3 bắt đôi vua và tốt e. Trắng đi đổi quân. Để khiến bên đen bị tốt chồng, trắng lấy tượng đổi mã C5. Trắng đi ghim quân. Tượng đang tấn công mã, thay vì chạy mã, Lê Quang Liêm điều xe qua F1 ghim tượng xe. Tượng ăn mã thì xe trắng sẽ ăn lại xe đen. Trắng đi phòng thủ. Ở hình cờ này, bên trắng đang lợi hơn một tượng. Tuy nhiên, hậu trắng đang bị tấn công. Hậu đen thì đang dọa chiếu bất biến H1 và H4. Do đó, bên trắng chơi không khéo sẽ dẫn đến hòa cờ. Trong thế khó, Lê Quang Liêm đã đi nước cờ cực hay là hậu B3, vừa tự thoát hiểm, vừa phòng thủ G3. Trắng đi phòng thủ. Mã đen đang tấn công tốt không được bảo vệ. Bởi vậy ở đây Lê Quang Liêm cho mã lùi về D2 bảo vệ tốt. Đen đi phòng thủ. Lúc này xe trắng đang chiếu vua đen. Bên đen mà vội vàng cho tượng lùi về che trắng sẽ bị tượng H6 bắt chết tượng đen. Do đó trong ván cờ thực chiến, Lê Quang Liêm đã có lựa chọn chính xác. Anh cho vua bỏ chạy lên F7 vô cùng an toàn. Chúng ta sang tiếp chương 43 để cùng nghiên cứu các ván cờ hay của Lê Quang Liêm. Trắng đi ăn xe đen. Nhận thấy xe đen A2, có thể lấy xe hay hậu đều ăn được. Tuy nhiên Lê Quang Liêm đã lấy quân ít điểm hơn để ăn xe đen. Trắng đi ăn hậu đen. Quan sát trên cục dọc không quá khó để tìm ra phương án lấy xe ăn hậu như Lê Quang Liêm. Đen đi tấn công mã trắng. Bây giờ nếu bên đen vội vàng đi C5, mã sẽ nhảy E5. Nên để ngăn chặn điều đó, Lê Quang Liêm có nước cờ khá hay là vua D5 tấn công mã, chuẩn bị lật cánh sang E4 yểm trợ tốt. Trắng đi tấn công hậu đen. Tại vị trí này, có thể chơi tượng tấn công hậu. Tuy nhiên trong ván cờ thực chiến, Lê Quang Liêm đã có lựa chọn hay hơn là đưa xe qua cục mở tấn công hậu đen. Trắng đi chiếu vua. Ở hình cờ này, Lê Quang Liêm đã lấy hậu áp sát vua dưới sự bảo vệ từ mã. Trắng đi chiếu hết. Nhận thấy xe đang kiểm soát E6, tượng đang kiểm soát đường chéo. Bởi vậy Lê Quang Liêm chơi xe kiểm soát luôn cục D để chiếu hết. Trắng đi bắt đôi. Quan sát hình cờ, bên đen có hai tốt và vua không được bảo vệ, nên Lê Quang Liêm đã chơi mãi E6 bắt đôi hai tốt. Đen đi đổi quân. Lê Quang Liêm lấy hậu đổi ngang điểm. Trắng đi ghim quân. Nhận thấy tốt và mã trên cùng một hàng, nên Lê Quang Liêm chơi xe A5 ghim tốt mã. Trắng đi phòng thủ. Tượng đang ghim mã vua. Lê Quang Liêm chơi tượng D2 tháo ghim. Đen đi phòng thủ. Lúc này mã trắng đang tấn công tốt H, bởi vậy Lê Quang Liêm cho vua đến G6 bảo vệ tốt. Đen đi phòng thủ. Mã trắng đang chiếu vua. Vua chạy sẽ gặp nguy hiểm. Do đó Lê Quang Liêm đã lấy tượng ăn quân tấn công. Chúng ta đi tiếp chương 44, nghiên cứu những nước cờ hay của Lê Quang Liêm trong sách 100 ngày làm chủ cờ vua. Bài này đen đi ăn tượng trắng. Lúc qua ta thấy tượng trắng đang đơn độc trên mặt trận của đen. Ở đây nếu lấy mã ăn về, không có lợi cho phát triển quân. Bởi vậy Liêm đã lấy hậu ăn tượng. Trắng đi ăn xe đen. Tốt đi thẳng nhưng ăn chéo. Do đó Lê Quang Liêm lấy tốt ăn xe đen. Đen đi tấn công xe trắng. Trong ván cờ thực chiến, Lê Quang Liêm đã cho mã lùi về E7 tấn công xe trắng.
trắng đi tấn công mã. Bây giờ nếu trắng chơi xe F2 bắt mã, đen sẽ đổi xe. Còn nếu tượng lùi về C3, hậu đen lợi dụng đến C5 chiếu ngay. Do đó Lê Quang Liêm đã tìm một phương án tấn công mạnh hơn là lùi tượng về E3 tấn công mã, đồng thời bảo vệ đường chéo ngăn hậu chiếu vua. Đen đi chiếu vua. Để đuổi vua lên H4, bên đen có thể sử dụng một trong hai xe lên hàng 3 chiếu vua. Trắng đi chiếu hết trong một nước cờ. Các bạn quan sát thấy, xe trắng đang kiểm soát cục G, nên công việc còn lại khá đơn giản. Lê Quang Liêm đưa xe qua cục H chiếu hết. Trắng đi bắt đôi. Tại hình cờ này, Lê Quang Liêm đã sử dụng mã E5 bắt đôi vua và tốt không được bảo vệ. Trắng đi đổi quân. Các bạn để ý, hậu đen đang bảo vệ tốt E7. Lê Quang Liêm muốn hậu đen bị quá tải, nên đã lấy tượng đổi mã C6. Đen đi ghim quân. Lúc này bên trắng đang có mã và hậu trên cùng một cột. Bên đen có thể sử dụng một trong hai xe để ghim mã hậu. Mã đang chịu sức ép lớn khi bị tấn công từ hai quân nặng. Đen đi phòng thủ. Hậu trắng đang tấn công tốt G7 không được bảo vệ. Lê Quang Liêm liền cho vua nhập thành một công đôi việc, vừa giúp vua an toàn, vừa bảo vệ tốt. Trắng đi phòng thủ. Bên đen đang có tốt chuẩn bị phong cấp. Nhận thấy tình hình khá nguy hiểm, Lê Quang Liêm liền cho vua lùi về C2 phòng thủ. Trắng đi phòng thủ. Vua trắng đang bị tượng đen chiếu. Nếu trắng vội vàng lên mã, tượng sẽ đổi mã ngay. Tốt không thể ăn lên vì mất xe. Còn nếu ở đây tốt lên G3 chỉ trắng, tượng cũng ăn tốt. Mã ăn tượng thì tốt đen ăn tốt trắng bắt chết tượng. Do đó để tránh mã bị quá tải, Lê Quang Liêm đã có nước cờ phòng thủ làm nản lòng đối thủ. Anh chơi vua F1, nước cờ quá đỉnh của Lê Quang Liêm. Vậy là mình đã chia sẻ 4 chương về Lê Quang Liêm. Hẹn gặp lại các bạn ở các chương khác.